mọi người, một tuần nữa lại trôi qua, không biết tuần này thần tượng mà chúng ta khám phá là ai nhỉ? Cùng CU tìm hiểu nhé. Chắc hẳn ai cũng có thể biết được hàng ngàn idol trên thế giới hiện nay, mỗi người trong số họ thật sự rất tài năng và có những thế mạnh, sức quyến rũ riêng của bản thân trong thị trường K-pop đầy khắc nghiệt này. Với những tài năng đó của họ, những thần tượng K-pop làm rung động trái tim khán giả với những màn biểu diễn đặc biệt của riêng họ. Tất cả những tài năng của các thần tượng, một trong số họ, thật sự tuyệt vời đến nỗi dường như nắm tất cả mọi thứ trong tay vậy. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá về một người mà chưa làm ai thất vọng về tài năng của mình. Cậu ấy từng là một tuyển thủ đấu kiếm quốc gia Hồng Kông và từng giành được huy chương vàng trong cuộc thi đấu quốc tế. Nhưng người này đã từ bỏ tất cả để ra mắt với tư cách là một idol. Đúng vậy, nhân vật đó chính là Jackson của GOT7. Khi ở trong các chương trình thực tế, nhìn bên ngoài, Jackson có vẻ rất dễ thương và vui tính. Nhưng thực tế, sau khi biểu diễn trên sân khấu, cậu ấy là một con người hoàn toàn khác. Thể hiện tất cả nét quyến rũ của mình với tất cả mọi người bằng biểu cảm tuyệt vời. Jackson được mọi người yêu mến bởi vì những cách chân thực của mình và sự tự tin mà cậu ấy có được. Hôm nay, chúng ta sẽ đào sâu về cuộc đời độc đáo và điểm đặc biệt của Jackson nhé! Jackson Wang sinh ngày 28 tháng 3 năm 1994 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Mẹ cậu ấy là tuyển thủ thể dục dụng cụ của Trung Quốc và bố của Jackson cũng là tuyển thủ của đội tuyển đấu kiếm Trung Quốc. Vì vậy nên Jackson có dòng máu thiên bẩm từ sớm là như vậy đó. Khi còn nhỏ, Jackson đã theo chân mẹ của mình luyện tập thể dục, nhưng mà bố mẹ của Jackson lo cho cậu ấy không cao lên nữa. Nên lúc năm 10 tuổi, họ yêu cầu Jackson luyện tập đấu kiếm. Dưới sự hướng dẫn của bố mẹ mình, Jackson say mê với bộ môn đấu kiếm và giành được nhiều hạng nhất trong các cuộc thi. Sau đó, Jackson là thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia vào đội tuyển đấu kiếm quốc gia của Hồng Kông. Nếu như không được tuyển vào công ty JYP Entertainment thì chắc chắn Jackson sẽ tham gia vào 2012 Summer Olympic in London. Nhưng sau đó, Jackson tham gia vào cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh toàn cầu của JYP và đứng đầu trong 2.000 thí sinh cùng tham gia. Một cậu trai trẻ tài năng Jackson vừa muốn chiến thắng giành huy chương vàng tại Olympic và cũng muốn trở thành một rapper. Nhưng bố mẹ của Jackson đã kịch liệt phản đối, không muốn Jackson dấn thân vào ngành giải trí. Nhưng chắc chắn rằng Jackson không bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Thậm chí để thuyết phục bố mẹ, cậu ấy đã thực sự trở thành một tuyển thủ đấu kiếm giỏi nhất châu Á. Và không thể tin được, Jackson đã tham gia giải Asian Junior và Cadet Fencing Champion 2011, giành được 2 huy chương vàng, một là đấu đôi và một là đấu đơn. Sau khi chuyển tới Hàn Quốc, Jackson suy nghĩ con người chỉ sống được một lần trong đời. Jackson là một con người năng động từ bé. Năm 12 tuổi, cậu đã gặp được một tuyển thủ đấu kiếm Hồng Kông, có một nửa là dòng máu Hàn Quốc. Sau đó, hai người trở thành bạn của nhau. Sau đó, Jackson nhập học ở trường quốc tế Mỹ ở Hồng Kông, nên cậu ấy có nhiều người bạn Hàn Quốc hơn. Cậu ấy cũng là fan của rapper Hàn như Dynamic Duo hay Dokey. Và bây giờ, Jackson đang trên hành trình trở thành ngôi sao K-pop. Trong đấu kiếm, Jackson giành được hạng 11 ở hạng mục này. Nhưng ở JYP, cậu ấy chỉ là một thực tập sinh bình thường. Jackson không hề có tài năng đặc biệt nào trong hát và nhảy, nên cậu ấy cố luyện tập rất nhiều, hơn 4 đến 6 tiếng một ngày. Đây là lúc xuất thân tuyển thủ tỏa sáng, khi mà cậu ấy thực sự quyết tâm và đầy tham vọng. Kể từ khi từ bỏ đội đấu kiếm, cậu ấy đã luyện tập rất rất nhiều với hy vọng có thể được debut. Cuối cùng thì sự cố gắng đó của Jackson cũng được đền đáp. Cậu ấy trở thành rapper chính của GOT7. Cậu chia sẻ là mình rap vì công ty mong muốn, nhưng trong dàn rapper của GOT7 thì Jackson là người có chất giọng husky và phát âm tuyệt vời. Giọng rap độc lạ của JYP nên mỗi câu chữ của cậu ấy phát ra nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người. Không chỉ thế, Jackson còn nói rằng mình đã học sản xuất nhạc từ trước. Thật ra vào năm 2016, cậu ấy đã chia sẻ những bài hát mà cậu ấy đã viết lời, soạn nhạc cho album và concert. Cậu ấy còn viết rất nhiều bài rap, không nói quá, nhưng Jackson quả đúng là một thiên tài về ngôn ngữ. Jackson sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông, bố cậu ấy là người Quảng Châu, Trung Quốc, nên Jackson có thể nói được tiếng Quảng và mẹ cậu ấy là người Thượng Hải. Suy ra, cậu ấy cũng có thể nói được tiếng Thượng Hải. Jackson cũng nói được một chút tiếng Hoa, tiếng Anh và tiếng Hàn của cậu ấy cũng rất tốt nữa.
chung quy là cậu ấy nói được cả 5 ngôn ngữ. Không chỉ vậy, Jason còn từng học tiếng Pháp khi còn đang thi đấu trong đội tuyển đấu kiếm quốc gia, cũng như là tiếng Nhật khi thực tập ở JYP. Jason phô diễn tài năng ngôn ngữ của mình khi đăng tải trên tài khoản Instagram với bài viết sử dụng ngôn ngữ Anh, Hàn, Trung. Nhờ điều này, nhiều fan Hàn cũng như fan quốc tế có thể trò chuyện được nhiều hơn với Jason. Jason có hơn 10 triệu lượt follow trên tài khoản Instagram, nhiều nhất trong dàn nghệ sĩ ở JYP. Nếu như vậy vẫn chưa thuyết phục được bạn, ngoài ra, Jason còn có một nhân cách tuyệt vời. Nhân cách cùng với khả năng tiếng Hàn làm cậu ấy trở thành một trong những vị khách đặc biệt nhất trên mọi chương trình thực tế. Đây là lý do nhiều người không biết GOT7 nhưng vẫn biết Jason là ai. Vào tháng 12 năm 2015, Jason làm host của chương trình Go Freak, phiên bản chung của show Please Take Care of My Refrigerator cùng với Hee Cheong, một trong những host nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Điều này thật sự rất tuyệt vời vì hiếm có idol nào được làm host của một show nổi tiếng khi không có kinh nghiệm. Bắt đầu từ năm 2017, Jason xuất hiện rất nhiều trên các chương trình của Trung Quốc. Số người theo dõi trên Weibo tăng đột biến, thậm chí cậu ấy còn giành được giải thưởng thần tượng triển vọng. Độ nổi tiếng của Jason không chỉ dừng lại ở đó. Sự thân thiện giúp cho cậu ấy có nhiều mối quan hệ và bạn bè hơn. Bây giờ, Jason nổi tiếng với việc có nhiều liên lạc với các thần tượng nổi tiếng. Những người bạn của Jason khi còn là thực tập sinh như là BTS RM, FX Amber, Jessie, Eric Nam, Hee Jun và BTOB Pinye. Mặc dù có nhân cách tốt, nhưng Jason vẫn là trung tâm gây tranh cãi. Jason đã được chỉ định làm đại sứ du lịch Hồng Kông vào tháng 2 năm 2018. Và vào tháng 9 năm 2019, cậu ấy request hashtag một trong 1,4 tỷ người bảo vệ lá cờ Trung Quốc từ CCTV của Weibo. Điều này bị ép buộc bởi chính phủ Trung Hoa. Hashtag này là minh chứng của việc CCTV là linh hồn của Trung Quốc, bởi vì cụm từ này được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc để ủng hộ cảnh sát Hồng Kông cấm biểu tình, gây nên tranh cãi ở Hàn Quốc. Jason có thể trở thành mục tiêu cho khủng bố ở Trung để thay đổi tư tưởng. Vì thế có thể thấy rằng Jason đang rất cẩn thận. Dù gì thì Jason vẫn là Jason. Cậu ấy là ngôi sao ngày càng nổi tiếng hơn khi thị trường K-pop ngày càng phát triển. Cậu ấy là hình mẫu cho nghệ thuật giải trí khắp thế giới và còn xuất hiện trên các chiến dịch mới của Adidas, Change is a Team Sport. Jason là người duy nhất xuất hiện trong đoạn phim đó. Cậu ấy khẳng định mình như là một biểu tượng về thời trang, liên tục nhận được lời mời từ các hãng lớn như Armani, Cartier, Fendi. Mặc dù là một con người đa năng, Jason không hề bỏ qua vai trò ca sĩ của mình. Album solo My Doors tháng 10 năm 2019 đã đạt hạng 32 trên top 200 album Billboard. Đây là một thành tựu vô cùng lớn đối với bản thân Jason. Bằng nhiều kinh nghiệm nhận được, Jason vẫn nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Điều này làm ta tự hỏi liệu cô ấy sẽ nhận được những gì trong 5 năm, 10 năm tới nữa đúng không? Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ nhấn nút like và subscribe nhé! Ngoài ra, nếu có thần tượng K-pop nào mà bạn muốn xem, hãy bình luận bên dưới nha! Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!